chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trong hành trình mang âm nhạc đến với mọi nhà qua buổi giao đàn tại chung cư Tokyo Tower quận 12 lần này. Sẽ vô cùng thú vị khi khách hàng hôm nay là bạn thân của vị khách hôm qua. Bất ngờ hơn nữa là các bé của hai gia đình đều cùng hợp đàn tại một trung tâm và rất yêu thích Kidman KS1 Bluetooth. Vậy anh em hãy cùng mình lắp đàn cho anh ngay thôi nào. Chiếc đàn piano với từng bộ phận đang được các bạn lấy ra phía ngoài để chuẩn bị lắp ráp. Vì quá trình lắp đàn KS1 Bluetooth rất dễ dàng với các bạn khách hàng thân thiết trên kênh nên mình sẽ tua nhanh để biết các bước thao tác như thế nào. Anh em cứ vào kênh YouTube Minh Phụng Music và gõ từ khóa KS1 Bluetooth để tham khảo hoặc xem những buổi giao đàn KS1 Bluetooth mới nhất trên kênh nhé. Tiếng bóc siêu cùng nụ cười rạng rỡ của bé gái bên chiếc piano KS1 Bluetooth, và bé gái thì thầm với mình rằng con sẽ học thật giỏi để đàn cho em nghe. Như một lời hứa, cùng với quyết tâm học đàn chăm chỉ nghiêm túc, sau buổi học nhạc lý trên lớp em sẽ dễ dàng luyện tập hàng ngày tại nhà. Bên cạnh đó thì mình đã hướng dẫn cho anh các chức năng cơ bản cùng với các kết nối Bluetooth MIDI để theo dõi quá trình tiến bộ sau này của bé. Sau đây là vẻ đẹp về ngoại hình của Kidman KS1 Bluetooth, đàn với thiết kế dáng đứng sang trọng, phù hợp với mọi không gian nội thất. Màu sơn đen toát lên vẻ đẹp huyền bí, tạo điểm nhấn ấn tượng, giá nhạc lớn, giúp em dễ dàng chơi đàn bằng sách hoặc iPad rất tiện lợi. Khi bé đang test âm thanh và lật phím, hãy đến với thông số kỹ thuật hiện đại được Kidman trang bị trên đàn với mình nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Đàn được trang bị 2 cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng Bluetooth MIDI ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn nhiều chức năng hiện đại khác như metronome đếm nhịp, Trinova trộm tiếng, tempo tăng giảm tông, và đặc biệt các nút chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal, sustain pedal, sostenuto, soft, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Chính sách dành cho khách hàng mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đây là buổi bàn giao piano điện Kidman KS1 Bluetooth đến với bé gái dễ thương tại quận 12 đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.